Xin được chào đón tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng mỗi ngày trên kênh TTV11 và chương trình được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Chương trình của chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị khán giả những kiến thức về luật dân sự cũng như các vấn đề tranh chấp trong cuộc sống của mình. Thông qua những lời chia sẻ tư vấn của các luật sư, các chuyên gia về luật, chúng ta sẽ có thêm những kỹ năng để giải quyết các vấn đề ấy một cách thấu lý và thấm tình nhất và ngày hôm nay, tăng Minh Hiếu xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những vị luật sư tiếp theo của chương trình thông qua chủ đề sau đây. Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều tài khoản đăng bài có nội dung về việc thu mua, thuê mướn thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng. Với việc không ý thức được tính nguy hiểm của việc mua bán, cho thuê thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, nhiều người dân đã có thể gián tiếp tiếp tay cho những hoạt động phạm tội và phải đối mặt với nguy cơ bị xử lý vì vi phạm quy định của pháp luật và với chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ luật sư Lê Trung Phát đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. tăng Minh Hiếu rất vui được gặp anh. À, xin chào Minh Hiếu. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ vâng. Xin chào luật sư. À, điều đầu tiên thì luật sư có thể chia sẻ cho Minh Hiếu cũng như quý khán giả của chương trình biết là về phương thức thủ đoạn liên quan đến hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng nhằm mục đích trục lợi của các đối tượng xấu ở đây là như thế nào không ạ? À? như chúng ta đã biết á cái với cái thời đại hiện nay á thì cái việc một người dân khi mà có có nhu cầu giao dịch qua ngân hàng thì chúng ta rất là dễ dàng trong cái việc là chúng ta được các cái ngân hàng cấp cho mình một cái tài khoản cái tài khoản đó nó nhằm có mục đích là chúng ta thực hiện cái việc giao dịch liên quan đến ngân hàng nó thuận lợi hơn nhưng bên cạnh đó thì rõ ràng là trong cái vấn đề về tài khoản thì nó có rất nhiều cái thông tin liên quan tới cái việc định danh của chủ tài khoản và cái chúng ta thấy là cái thời gian gần đây thì cái vấn đề mà À, các cái đối tượng à, ta thực hiện cái việc là mua bán các cái thông tin về cái tài khoản về ngân hàng có nghĩa là tài khoản thông tin tài khoản ngân hàng nó bao gồm cả cái số tài khoản và cái thông tin của người đứng trên cái cái, cái chủ tài khoản đó à, rất là nhiều và cái việc mà mua bán trao đổi các cái thông tin này nó nhằm mục đích là thực hiện các hành vi phạm tội chứ nó không thông thường giống như là cái việc là bạn bè à, mượn cái tài khoản của nhau để nhằm thực hiện các cái giao dịch sau đó là trả lại cái tài khoản cho nhau Dạ. Vậy luật sư có thể chia sẻ cụ thể hơn là hình thức của việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng này là như thế nào không ạ? À? Thực tiễn cho thấy thì những cái đối tượng thực hiện các cái việc mà mua bán các cái tài khoản ngân hàng thì phần lớn là sử dụng các cái tài khoản này vào cái việc phạm tội. Ví dụ như người ta lừa đảo các cái nạn nhân thông qua các cái cuộc gọi về điện thoại, các tin nhắn hoặc là các cái trang mạng xã hội để từ đó những cái nạn nhân đó người ta thực hiện cái việc chuyển khoản vào các cái tài khoản này sau đó những cái đối tượng phạm tội này ngay lập tức thực hiện cái việc rút cái tiền hoặc là chuyển cái tiền đi nơi khác à, thì như vậy thì cái việc mà mua bán các cái tài khoản này là nhằm thực hiện cho cái mục đích phạm tội mà trong trường hợp này cụ thể còn được xem đó là cái công cụ phạm tội của những đối tượng vậy hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng nếu như chúng ta vướng phải những rủi ro như vậy thì chúng ta vẫn phải đối diện với một mặt khác đó chính là vi phạm pháp luật vậy thì như thế nào và sẽ bị xử phạt ra sao ạ À, rõ ràng á đối với cái việc mà, mà, mà trao đổi các cái thông tin cũng như là mua bán cho thuê cái tài khoản ngân hàng yeah. hiện nay là pháp luật không cho phép vì vậy nếu như những người mà thực hiện các cái hành vi này thì tùy thuộc vào cái mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại cái định 143 năm 2021 à, hoặc là có thể bị khởi tố quá hình sự với cái tội được quy định tại điều 291 cụ thể là nếu như cái người có cái hành vi vi phạm mà thực hiện cái việc mà mua bán trao đổi các cái thông tin về tài khoản ngân hàng dưới 20 cái tài khoản hoặc là số tiền mà thu lợi bất chính dưới 20 triệu đồng chưa đủ cái cơ sở để khởi tố quá hình sự thì có bị có thể bị xử phạt theo cái quy định tại cái nghị định 143 năm 2021. Số tiền phạt có thể là từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng. À, còn trong cái trường hợp nếu như cái cái hành vi phạm tội này mà có thu lợi bất chính trên 20 triệu đồng hoặc là đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự theo cái quy định tại cái điều 291 của luật hình sự thì lúc này cái hình phạt có thể là đối mặt là phạt tiền lên đến 500 triệu đồng hoặc là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù lên đến 7 năm tù. Dạ. Yeah như là luật sư chia sẻ thì bản thân minh hiếu cũng thấy là có những vấn đề chúng ta nghĩ là nó nhỏ thôi hoặc là chúng ta không có yếu tố cảnh giác thì chúng ta mang lại cho mình rất là nhiều những cái thiệt hại lớn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần như vậy cái việc mà chúng ta phòng tránh rơi vào những cái bẫy của các nghi phạm cũng là một vấn đề mà quý vị khán giả rất quan tâm luật sư có lời khuyên gì để chúng ta có thể phòng tránh nó một cách tốt nhất không ạ Tất nhiên cái tài khoản ngân hàng là cái công cụ à, để chúng ta phục vụ cho cuộc sống. À, thế nhưng nó cũng là một cái công cụ để người khác có thể lợi dụng trong cái việc là thực hiện các cái hành vi phạm tội. Vì vậy nên là nếu như chúng ta đứng trước một cái thông tin từ những cái người lạ yêu cầu rằng là chúng ta có thể là cho người ta thuê cái tài khoản hoặc là người ta bán cái tài khoản đó cho người ta. Bán cái tài khoản trong trường hợp này nó nó có hai cái nội dung rất là quan trọng. Thứ nhất là cái thực hiện các cái giao dịch bằng cái việc rút tiền mặt hoặc là các cái mã để internet banking thông thường á, thì các cái đối tượng phạm tội á, khi thực hiện cái việc mà người ta đề nghị chúng ta mà mua có nghĩa là bán cái tài khoản cho người ta đó thì người ta sẽ yêu cầu chúng ta luôn thực hiện cái việc là là sẽ làm một cái thẻ cái thẻ atm để người ta có thể rút tiền hoặc là có luôn cái cái tài khoản internet banking để thực hiện cái việc chuyển tiền như vậy khi chúng ta đứng trước những cái thông tin này thì chắc chắn một điều rằng chúng ta phải từ chối ngoại trừ trường hợp là những cái người mà có cái yêu cầu trong cái việc là muốn mượn cái tài khoản để thực hiện cái việc một cái việc giao dịch vì cái tài khoản của người ta bị khóa mà những cái người đó là những cái người thân trong gia đình chúng ta thì chúng ta mới thực hiện cái việc cho mượn. Còn nếu như không thì chúng ta cương quyết không cho mượn, không bán để tránh những cái vấn đề về việc là chúng ta sẽ liên quan đến cái hậu quả pháp lý về sau. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích của luật sư. Và quý vị khán giả thân mến, đối với những vấn đề liên quan đến những con số thì chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị sẽ tạm gác qua những yếu tố về mặt tình thân hoặc cảm xúc trong một vài trường hợp nhất định để chúng ta có thể tỉnh táo hơn phân biệt được những trường hợp nào chúng ta nên kỹ lưỡng hơn về mặt pháp luật cũng như về mặt giao dịch quý vị nhé. Và quý vị thân mến Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại tập phát sóng Thấu Lý Thấm Tình ngày hôm nay. Mọi câu chuyện, những tình huống của quý vị xin gửi về số hotline 0934 367 565. Chúng tôi cùng với những luật sư khách mời sẽ giải đáp trong những tập phát sóng gần nhất. Và ngày hôm nay, rất cảm ơn luật sư Lê Trung Phát cũng đã đến với chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.